Chúa ơi, một lần nữa chúng con dâng lời cảm tạ Ngài vì chúng con có cơ hội tốt lành mỗi buổi sáng Chúa Nhật để chúng con cùng nhau ra mắt Chúa, để chúng con cùng nhau dâng lên Chúa những lời ca tiếng hát, những lời nguyện cầu của chúng con, để chúng con công bố những lời trong đức tin là những điều mà Chúa đã dạy chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con tin rằng khi chúng con hết lòng ngợi khen thờ phượng Chúa thì Chúa hiện diện một cách đầy dẫy giữa vòng chúng con. Ngài ngự trên chiếc nai của Ngài là chiếc nai của sự ngợi khen thờ phượng mà chúng con đã chuẩn bị sẵn cho Ngài, và Ngài sẽ ban phước một cách tươi mới, một cách dư dật cho đời sống của chúng con, là những con người thật sự tin cậy Ngài, là những con người thật sự khao khát Ngài, là những con người hết lòng ngợi khen thờ phượng Ngài. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Buổi sáng hôm nay con cầu xin Chúa Thánh Linh vận hành một cách mạnh mẽ trong căn phòng này, và Chúa vô hiệu hóa tất cả những quyền lực của sự tối tăm nào đang lai vãng tại nơi đây, để dân sự của Chúa được tự do hoàn toàn trong sự ngợi khen thờ phượng Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ước ao rằng tinh thần ngợi khen thờ phượng của chúng con sẽ lan tỏa khắp mọi nơi Chúa ơi. Những người ngay tại đây cũng như là những anh chị em sẽ xem các chương trình của chúng con trên mạng internet, họ sẽ nhận được tinh thần ngợi khen thờ phượng Chúa tốt lành từ nơi chúng con, và đến lượt họ cũng sẽ trở thành những con người hết lòng hết sức ngợi khen thờ phượng đến Chúa Trời, để rồi Chúa tuôn đổ phước hạnh của Ngài xuống trên đời sống của họ. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Hallelujah. Nguyện Chúa cho chúng con kinh nghiệm được sự chữa lành siêu nhiên ngay trong sự ngợi khen thờ phượng này, cho chúng con kinh nghiệm được sự giải cứu ngay trong sự ngợi khen thờ phượng này, và khi trở về chúng con thấy được sự chu cấp của Đức Chúa Trời một cách kỳ diệu trên đời sống của chúng con. Con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Nguyện Chúa sức dầu tươi mới trên tất cả chúng con, đặc biệt là những người phục vụ Chúa ở trong buổi sáng hôm nay, để rồi sự phục vụ của chúng con đem lại kết quả tốt nhất cho vương quốc của Đức Chúa Trời, làm rạng ngời danh Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hãy vỗ tay Chúa Trời của chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời trỗi dậy, khiến kẻ thù Ngài bị tan lạc, và làm cho những kẻ ghét Ngài phải trốn chạy trước Ngài. Như khói tan đi thế nào, thì Chúa sẽ làm cho chúng tan đi thế ấy. Như sáp tan chảy trước lửa thế nào, thì những kẻ ác sẽ bị tiêu diệt trước mặt Đức Chúa Trời thế ấy. Nhưng người công chính sẽ vui vẻ hớn hở trước mặt Đức Chúa Trời. Nguyện họ hân hoan vui sướng. Hãy hát sướng cho Đức Chúa Trời, hãy ca ngợi danh Ngài, hãy dọn đường cho đấng cưỡi trên các tầng mây. Danh Ngài là Đức Giê-hô-va, hãy vui mừng trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài, là cha của trẻ mồ côi và đấng phân xử cho người quá buồn. Đức Chúa Trời làm cho kẻ cô độc có nhà ở, dẫn kẻ bị tù đầy đến sự thịnh vượng, nhưng khiến kẻ phản bội phải sống trong đất khô cằn. Amen. Ta cùng hân hoan tiến bước theo Giê-xu trên đường thiên cung, chiến đấu không sợ nào, luôn nhờ Giê-xu danh tướng của đạo binh. Bài chiến thắng đại hoàng thì hát vang, vỗ tay thật lớn cho anh đà lắm chị ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin Chúa, hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới. Hỡi cả trái đất, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va. Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài. Từng ngày hãy rao truyền ơn cứu rỗi của Ngài. Hãy thuật lại vinh quang Ngài giữa các nước, công bố những việc kỳ diệu của Ngài cho muôn dân. Vì Đức Giê-hô-va thật vĩ đại, đáng được ca ngợi. Ngài đáng kính sợ hơn tất cả các thần. Vì tất cả các thần của các dân tộc đều là hình tượng, còn Đức Giê-hô-va đã dựng nên các tầng trời. Hallelujah. Phải, vua Giê-xu đến chúng con ngợi khen là vua muôn vua, Chúa của các chúa. Vua Giê-xu đến chúng con thờ tôn là vua muôn vua, Chúa của mọi loài. Hallelujah. Thank you.
đến toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Amen. Hallelujah. Nhân cha mến yêu trên trời rất cao vời, tiếng hát yêu thương suy tôn đến muôn đời. Nguyện ngày ban thiên ân đến trên từng lời hát ca ngợi, mà lòng chúng con xin dâng hiến lên cha chí tôn. Amen. Chúng ta sẽ hát những lời này để tôn vinh Chúa của chúng ta.
là ánh sáng và là sự cứu rỗi của tôi. Amen. Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi. Tôi sẽ hãi hùng ai khi kẻ ác và quân thù tấn công tôi? Chúng muốn ăn tươi nuốt sống tôi thì chúng đều vấp ngã. Dù một đạo binh đóng đối diện với tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ. Dù giặc giả nổi lên chống lại tôi, khi ấy tôi vẫn vững tin nơi Chúa. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Đó là tôi muốn trọn đời tôi được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che chở tôi trong lều của Ngài, dỗ tôi nơi kín đáo của trại Ngài, và Ngài sẽ đặt tôi trên một vần đá. Bây giờ tôi sẽ ngẩng đầu cao hơn các kẻ thù vây quanh tôi. Trong trại Ngài, tôi sẽ dâng tế lễ với tiếng hát vui mừng. Tôi sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va. Amen. Anh chị em, chúng ta sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va mãi mãi. Amen. Cảm ơn Chúa.
chỉ là đủ mà còn là dư dật để làm những công việc lành nữa. Chúng con cảm